Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ chiều chủ nhật. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin của cậu Út Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và trên màn hình thì Xuân Mỹ mời mọi người xem lại livestream show mùng 6 Tết ở tại Hà Nội trên trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn Xuân Mỹ làm nền cho chiếc video này ha, để chúng ta cùng xem lại những cái hình ảnh mà cậu Út Gò Công biểu diễn ở show Tết mùng 6 Tết. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào kênh Hồ Văn Cường Official nha cả nhà. Kênh Hồ Văn Cường Official thì 164.000 người đăng ký ha, vẫn là 164.000 người đăng ký. Bài Anh Cho Em Mùa Xuân chiều nay thì 977.000 lượt xem rồi cả nhà, 977.000, còn có 23.000 lượt xem nhưng mà khó đạt triệu view rồi ha. Chiều nay là 31 tháng 3 rồi, mọi ngày cuối cùng của tháng 3. Nhìn lại thì trong tháng 3 thì Cường có những cái thành tích nào của tháng 3. Tháng 3 nhân ngày kỷ niệm quốc tế và phụ nữ 8 tháng 3 thì Cường có show diễn tại Trống Đồng với ca sĩ Quang Lê từ hải ngoại về. Có một cái show diễn đem diễn thành công tại show Trống Đồng 8 tháng 3. Rồi đây, Xuân Mỹ xin mở lại trang fanpage ha cả nhà, trang fanpage của Hồ Văn Cường để nói về đây. Trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage với 15.000 người theo dõi ha. Xuân Mỹ sẽ điểm qua trên fanpage vừa mới đây, cách đây 10 phút có một cái short video nhưng mà khoan nha cả nhà. Bây giờ Xuân Mỹ điểm lại tháng 3 trước cái đã. 8 tháng 3 đây, 8 tháng 3 con có một cái tweet chúc mừng. Nhìn lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ trong tháng 3. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ. Con Cường xin kính chúc một nửa thế giới luôn hạnh phúc, tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Và cũng ngày đặc biệt này, tối nay 20 giờ ngày 8 tháng 3, mời cả nhà đến sân khấu Trống Đồng ủng hộ chương trình đặc biệt Hương Tóc Mạ Non của con nhé. Và giới thiệu thêm đặc biệt hơn nữa đó là con Cường sẽ góp mặt trong chương trình San Sẻ Gây Quỹ Yêu Thương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Cả nhà ai ở Gò Công Tây thì đến tham dự chương trình nhé. Thời gian 17 giờ ngày 22 tháng 3, địa điểm tổ chức tại khu luyện tập thể dục thể thao huyện Gò Công Tây. Và Cường lúc đó đăng đây là cái poster diễn ngày 8 tháng 3 ha. Đó, và đây là cái buổi livestream show diễn 8 tháng 3. Đây là livestream show diễn 8 tháng 3 ở show Trống Đồng ha cả nhà. Cái cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như đó. Đó là show diễn ha. Rồi đây là chương trình sinh nhật fan lớp tổ chức cho Cường. Đây, fan lớp tổ chức sinh nhật cho Cường nè cả nhà. Mừng sinh nhật tuổi 21 cho Cường ha. Và này Xuân Mỹ điểm qua trên trang fanpage đó nha cả nhà. Và cái sự kiện tiếp theo là chương trình hát ở tại Gò Công Tây. Đây được fan club quay lại. Trong chương trình này thì có sự xuất hiện của một đại biểu lên hát song ca với Cường bài Đừng Nói Xa Nhau. Rồi ở đây thì Cường hát bài Cổng Mẹ Một Đêm Say. Đây, đây là cái đoạn mà anh khách mời ảnh lên cả nhà. Hai anh em hát bài Đừng Nói Xa Nhau. Anh này hình như là phó bí thư tỉnh đoàn của tỉnh Tiền Giang đó cả nhà. Ha, đó là ba cái sự kiện lớn, ba cái sự kiện lớn trong
tháng 3 của Cường, tháng 3 mùa con ong đi hút mật, mùa cha lên đốt rẫy làm nương. Đó là nội dung trong bài tháng 3 Tây Nguyên. Hôm nay chào tạm biệt tháng 3 với những cái sự kiện rất là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Tại chương trình ở tại Gò Công Tây không chỉ mang lời ca tiếng hát về phục vụ cho người dân quê nhà, Cường còn mang chút tấm lòng của mình đem về, chút tấm lòng thơm thảo đóng góp cho chương trình là 10 triệu đồng. Fan của Cường thì hơn 200 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình gây quỹ săn sẻ yêu thương của Gò Công Tây. Tổng kết thì chương trình đó huyện đoàn Gò Công Tây đã tổng kết là họ thu được 930 triệu đồng từ tiền mặt, bán vé số, hiện vật, tất cả các hoạt động. Đó là một cái dấu mốc đáng nhớ. Lần thứ hai Cường quay trở về Gò Công Tây để làm chương trình thiện nguyện. Lần trước thì Tết cho bà con xã Long Bình ăn Tết với 100 phần quà ha cả nhà. Rồi kết thúc tháng 3, bây giờ thì chào đón tháng 4, mọi người chờ đợi điều gì? Đây, trên trang fanpage vừa mới đây, Xuân Mỹ cho cả nhà xem ha. Đây nè, 15 phút trước chắc cả nhà sẽ thích điều bất ngờ này ạ. À, 15 phút trước đó thì trên TikTok thì Cường trang fan trên TikTok của Cường cũng đã đăng. Bây giờ thì trên đây Xuân Mỹ cho cả nhà xem ha. Đang diễn cảnh gì đây? Đó. Đây trên fanpage nè cả nhà, fanpage của Cường nè. Chắc cả nhà sẽ thích điều bất ngờ này lắm. Đây. Chắc cả nhà sẽ thích điều bất ngờ này hả? Đây một cái điều bất ngờ. Quơ cái quạt rồi ra hình ảnh gì đây? Đó. Như vậy là khép lại tháng 3 với những cái kỷ niệm. Những kỷ niệm là fan xanh đột chuối đu show cùng Hồ Văn Cường, show 8 tháng 3 rồi ăn sinh nhật, là chàng trai Gen Z đón tuổi 21 rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được đông đảo fan tập trung về Sài Gòn tổ chức cho em thổi nấng mình sinh nhật tuổi mừng sinh nhật tuổi 21 ha cả nhà. Phải nói là Hồ Văn Cường là một ca sĩ đặc biệt. Với ban đầu đi thi với cái chất giọng tuổi 13 cao lãnh lót, với cái dáng người nhỏ nhắn, như mọi người nói nhỏ nhắn và đen nhẽm, gương mặt nước mắt chợ trực tuôn trào khi các cái giám khảo hỏi thăm về cuộc sống, về hoàn cảnh gia đình của mình. Và em đã may mắn lọt được vào top trong, vô chung cuộc và cuối cùng là giành giải quán quân cái cuộc thi Việt Nam Idol Kids. Rồi sau đó là được một ca sĩ hỗ trợ dẫn dắt lên sân khấu. Và cuối cùng là sau bao nhiêu năm đi theo người ấy thì em có những cái biến cố xảy ra. Nhưng mà em rời ekip cũ, tập trung gia đình mình về thành một ở chung một nơi, và em đã trở thành một trụ cột của gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa đi học ở Đại học Hoa Sen, vừa nhận show diễn và ra những dự án mới ở trong năm 2023 thì em nói là em là một cái năm đó là một cái năm hạnh phúc, cũng đúng thôi, bởi vì lần đầu tiên MV Người ơi đừng bỏ quê, MV đầu tay trong cuộc đời ca hát của Cường được ra mắt. Và có những cái show diễn, 13 show diễn thành công với ba cái sự kiện lớn là Giao Lộ Thời Gian, rồi chương trình bên Đại học Hoa Sen, chương trình của Gia Định, Đại học Gia Định. Và một cái dấu mốc nữa là năm 2023 Cường được tập đoàn Nguyễn Hoàng ký cái thỏa thuận hợp tác với điều kiện Cường sẽ PR cho trường và tham dự những sự kiện cho trường. Rồi cuối cùng là Cường được tập đoàn miễn cái học phí trong năm cả nhà. Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy để mọi người cùng cùng xem ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen xem chiều nay Đại học Hoa Sen có gì ha cả nhà.
Đại học Hoa Sen, sinh viên Hoa Sen tự hào, sinh viên khoa du lịch tự hào với doanh nghiệp trong tác phong chỉnh chu. Dù mới là sinh viên năm nhất, năm 2, các bạn sinh viên khoa du lịch nhà hàng khách sạn của Đại học Hoa Sen gây ấn tượng mạnh với các doanh nghiệp bởi sự chỉnh chu trang phục, kiểu tóc, trang điểm đến tác phong đúng chuẩn dân hospitality. Vừa qua các bạn sinh viên Hoa Sen đã có buổi workshop grooming với sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn như Vinpearl, Landmark, Sheraton Hotel, The Meridian Sài Gòn, khách sạn Fairfield by Marriott Bình Dương, vân vân. Tại đây sinh viên được chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp và những yêu cầu của nhân sự trong lĩnh vực này. Các bạn cũng được hướng dẫn tỉ mỉ về tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng cần có của nhân sự ngành hospitality. Chị Nguyễn Thị Minh Thư, giám đốc nhân sự của Sheraton Sài Gòn chia sẻ: chúng tôi đã đón rất nhiều đoàn sinh viên Hoa Sen đến tham quan, thực tập và làm việc tại đây. Các anh chị cấp quản lý của Sheraton cũng nhiều lần đến đây chia sẻ cho các bạn sinh viên. Chúng tôi đều thấy được sự năng động, chuyên nghiệp và tính cầu thị của các bạn. Ở đây là một số cái hình ảnh, số hình ảnh này cả nhà. Rất là chỉnh chu ha. Đấy. Đấy, các bạn ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn. Đây là hình ảnh tổng thể ha cả nhà. Rồi đó là thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Xuân Mỹ vào trang của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường rồi, có thông tin gì mới không nha cả nhà? Thông tin cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vẫn là tấm ảnh này. Chúng ta cùng xem lại tấm ảnh ha. Thả tim. Đó, Nguyễn Minh Cường. Rồi đây ha, Nguyễn Minh Cường với Hồ Văn Cường trong áo dài khăn đóng. Áo dài xanh lá cây, còn Nguyễn Minh Cường thì ôm đàn bầu. Đang là đàn bầu nha cả nhà. Rồi áo dài đen, giống như hai ông đồ, thấy cưng. Hai ông đồ hát nhạc cổ trang. Rồi bên fan club thì Xuân Mỹ thấy là các cái fan của Cường là xe xe bên TikTok của Cường nha cả nhà. Đây, bên TikTok thì Cường cũng đăng cái video y như nãy Xuân Mỹ nói đó cả nhà ha. Rồi đây chị Khoa cũng xe nè, fan của Cường xe vô cái group Hồ Văn Cường fan club này nè. Quá trời quá đất rồi. Đây, đó, xe quá trời xe. Đó là hình ảnh mà chiều nay ngập tràn, group của fan club nha cả nhà. Ai có sử dụng TikTok thì vào TikTok, ai Facebook thì vào fanpage ha. Fanpage cũng Cường cũng đã đăng ha. Đây là trang fanpage của Cường nè, đó ha cả nhà. Rồi đó là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả chiều hôm nay. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin phép cả nhà chuyển sang tin xã hội. Thì bên anh Sơn xem có thông tin gì không cái đã nha. Hôm nay thì Xuân Mỹ cũng có bắt gặp trên trang của Quang Lê, Thanh Thảo và Quang Lê hát song ca rất là dễ thương cả nhà. Thì Xuân Mỹ cũng có đăng cho mọi người xem đó. Hai bạn tình cờ gặp nhau ở một quán và hát cùng song ca. Cùng song ca bài hát của Dinh Sử, Gõ Cửa Trái Tim. Thanh Thảo lần đầu tiên song ca với Quang Lê và Thanh Thảo nó rất là thích bài hát này. Quang Lê và Mai Thiên Vân hát cho nên lần đầu tiên hát và được Quang Lê khen giọng Thanh Thảo rất là dễ thương, ngọt và dễ thương.
Xuân Mỹ có đăng trên kênh của mình, xin phép đăng để mọi người cùng thưởng thức đó cả nhà. Rồi ha, lâu lâu mình bắt gặp những nghệ sĩ Quang Lê, thì hy vọng là trong thời gian tới, sau show 8 tháng 3 thì Quang Lê sẽ còn show diễn tiếp theo với Cường. Tháng 4 chúng ta chờ đón 6 tháng 4 theo lời hứa hẹn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sẽ có siêu phẩm gì đây? Háo hức và chờ đợi ha cả nhà, cũng như tháng 4 mong mong đợi là sẽ có một show diễn của Cường ở tại Sài Gòn. Chúng ta cùng chờ đợi ha. Giờ Xuân Mỹ vào tin xã hội, chiều nay tin xã hội có gì? Tin được đăng trên báo Tiền Phong. Viện Kiểm sát tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng và ở xã Đồng Tiền, thành phố Lào Cai, trong đó có cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận 5 tỷ đồng quà biếu từ công ty Lilama. Đây. Theo cáo trạng, hành vi của bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên quy định tại khoản A điểm B khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự, về tội rửa tiền quy định tại điểm A khoản 3 điều 251 luật hình sự năm 99 sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi của các bị can Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Trung đã phạm tội quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự 2015. Hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch ủy ban Lào Cai Doãn Văn Hưởng, hai cựu phó chủ tịch Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 281 luật hình sự năm 2000 luật hình sự năm 1999. Cụ thể, đối với Nguyễn Văn Vịnh, với cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2012-2015, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của ủy ban tỉnh và trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại quyết định số 1915 1 tháng 8 2011 của ủy ban tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc các thành viên ủy ban nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác được giao đã không thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài sản, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và ký các văn bản này Xuân Mỹ lướt qua ha. Các văn bản để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quặng Apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2 xã Đồng Tiển, thành phố Lào Cai, thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Rồi, hành vi của Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty này khai thác tiêu thụ trái phép 1 triệu tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700 m2 và nằm chồng lấn vào diện tích khai thác rừng khai trường 18 có giá trị hơn 312 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng tiền thuế, phí tài nguyên nộp tổng cộng gần 300 tỷ đồng. Quá trình điều tra thì bị can Thừa vào Dinh và Dịnh khai nhận vào Tết Nguyên Đán năm 2015, Nguyễn Nhân Dịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai sau khi công ty này đã san gạt xong mặt bằng dự án khai thác và tiêu thụ trái phép quặng trên diện tích này thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà
Bị can tặng quà Tết sau khi nhận số tiền 5 tỷ đồng, bị can Vịnh sử dụng chi tiêu cá nhân xài hết. Đó cả nhà. Như vậy là cụ bí thư tỉnh Lào Cai ha, bị viện kiểm sát hoàn tất truy tố và cụ bí thư đã thừa nhận cái chuyện mà tham nhũng và nhận hối lộ thì đâu lâu lâu cơ quan điều tra và bắt nhiều lãnh đạo của các tỉnh cũng như là ban ngành đó cả nhà. Cái này thì cái công tác này thì ở ở đâu cũng có diễn ra, là phòng chống tham nhũng hối lộ thì chính phủ đều có thực hiện. Và quyết liệt nhưng mà cũng phòng chống tham nhũng là cái chủ trương của nhà nước Việt Nam ha cả nhà. Đó là một cái thông tin liên quan đến một vụ án diễn ra ở Lào Cai. Thì Xuân Mỹ xin kết thúc video ở đây ha cả nhà. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nghe những video tiếp theo ha cả nhà. Và trở lại trang fanpage thì mọi người nhớ là ủng hộ trang fanpage của ca sĩ Hồ Văn Cường. Đây, Hồ Văn Cường fanpage ha, để chúng ta tiếp tục kịp thời cập nhật những thông tin mới. Và đây là cái thông tin mà em ấy vừa mới đăng ha, TikToker Hồ Văn Cường đây ha. Rồi trên YouTube thì mọi người nhớ là vào trang Hồ Văn Cường, kênh Hồ Văn Cường Official để nghe nhạc, tăng view cho cậu ấy và tăng cái bài Anh Cho Em Mùa Xuân lên 1 triệu view ha. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những cả nhà những video sau. Chúc cả nhà có buổi chiều chủ nhật thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào ạ.